Và đây là đầu Việt cây TV. Đầu đầu. Mấy sự kiện. Sự kiện. Sóng xa bắt 200 mét. Bây giờ lại quay thêm cho các bác xem cái này một. Đây là anh chủ tịch, anh quay núi. Đây là bộ mic chuyên dùng cho tổ chức sự kiện. Model là X2 và thôi không làm phiền giám đốc nữa, chỉ cần tự mở được. Úi giời. Đúng chất. Đúng chất chuyên nghiệp. Đây là cái bộ mặt của mic này. À, chuyên dùng sự kiện nhìn trông nó khác hẳn. Các bạn nhìn trông hoành tráng không? Đấy, mic ở trên rồi ở dưới này này có ái chả. Hai tay mic này rồi là phụ kiện anten là 4 cái anten. Dây mic này, nguồn này, chống lan mic này, pin mic này, đấy nhỉ. Hay là còn thêm cả cái gì? Chìa khóa cơ. Ui. Có cả chìa khóa tủ luôn. Ghê nhỉ. Tiếng khóa hay nhỉ? Đây có khóa đấy. À khóa đây bắt đầu là chọc vào đây. Rồi mà quay chọc. Đây là không mở được. Hay nhỉ? Ừ. Hay nhỉ? Hiện đại phết nhỉ? Đây. Em nhà chủ tịch giới thiệu luôn cho em cái. Không phải. Hay là cái khóa này là khóa nó của mic. Khóa của mic rồi. Đó, chìa khóa đây khóa được. Đây là khóa. Khóa này là khóa luôn cả cái tủ vào. Từ đã sao? Rồi. Ái à? Ái à? Rồi, như này là hình như không mở được cái này. Tí nữa sao? Từ để nghiên cứu. Nghiên cứu? Bình tĩnh. Mới quá. Thôi, cứ đợi hẳn rồi đi. Đợi hẳn rồi. Thử nghiệm luôn xem nào. Rồi. Đấy, xong lại bắt đầu. Anh xoay khóa là nó sẽ có một cái chốt đẩy lên. Đẩy gì? Đẩy cái chốt trong này, đẩy lên ngược lên. Đấy. À. Không, anh cái này anh cứ xoay hết đi. Đây nhá. Mở ra như thế này. Nhưng... Đồ hại não phết. Sau đó lại khóa thế, khóa thì ông nào thích thì ông khóa vào. Rồi ok, giới thiệu. Rồi. Hại não phết nhé. Giới thiệu các bạn V Audio X2, mẫu mic chuyên dùng cho tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Cái này là hiện đại nhất, nhất nhì luôn, không biết là hiện đại nhà, cứ biết là hiện đại nhất nhì luôn, là có thể báo luôn cả cường độ pin, cường độ sóng ở trên này. Rồi cái này thì tí nữa có thể em cắm vào cho các bác xem nha. Thì đầu tiên là giới thiệu của bác là cái đầu xong rồi. Đầu này thì bên sau của nó là có 4 cửa anten, 4 cổng cắm anten, 1 cổng cắm nguồn, 2 cổng cắm un ba lăng và mic 6D, jack 6D. Rồi, tiếp theo nữa thì cho các bác xem qua cái tai mic nhá. Tai mic này nhìn trông rất là hiện đại và không bao giờ hại điện, tiết kiệm pin cực kỳ luôn. Đấy. Tai mic nhìn trông rất hiện đại, anh thôi. Tháo tay pin. Đấy. Xoay ở dưới. Xong là chuyển này xuống. Đấy, à, đây là cái khe để nắp pin này. Đấy, xong là bắt đầu là các bác nắp vào đây nè. Bấm khởi động như nào đấy là nó sẽ hiện lên đây. Rồi. Hiện đại quá nhưng lắm khi là sử dụng còn không biết là kiểu gì cơ. À đây là cái nút đen ở trên này, nút đen đấy. Trên này là để khởi động luôn. À, rồi. Đây mic. Là nút nguồn. Đấy là nút nguồn luôn. Rất là hiện đại. Nhìn trong tay rất là xịn, có một cái chất gì đó nó hơi bị đẳng cấp ở đây. Cái này một ca sĩ mà cầm thì thôi rồi, nhìn rất là phê. Ano thì gọi là phê hơn nữa cơ. Rồi bộ mic này thì có giá như thế, các bác xem quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Vừa nhìn cái khóa này thấy hại não quá. Hơi hại não thì khóa. Rồi. Đây là giới thiệu các bác là khóa mở nào mấy ông kia làm hại não quá. Đây là đang khóa nhá. Thì là bây giờ các bác không mở lên được. Đấy, rồi cắm chìa khóa vào. Cho nó các bác bật ngược lại. Đấy, thế là mở. Ok, bây giờ lại khóa vào cho các bác xem nha. Bây giờ lại khóa vào. Đấy, rồi bắt đầu làm vặn. Hơi kích tay, cố lên tí thế thôi. Nhưng đừng có mạnh quá,
trong chìa khóa đó. Bây giờ nó khóa rồi. Đấy, bây giờ xem này mà. Cái này rút ra cửa hàng hay để đâu? Đây. Đấy, rồi ok. Đấy, mở lên. Các bác lấy mic ra cắm vào tủ máy rồi ok, là cắm cái chìa khóa vào đây. Không khóa nữa, bây giờ cứ để thả mở này thôi, ông nào đến mở khóa vào. Thế nào? Rồi, các bác nào quan tâm liên hệ nha, giá đề xuất công ty khá là cao. Ở bên em thì em mua hộ cho các bác giá tốt thôi. Bộ mic chuyên dùng sự kiện đấy, rất là hiện đại và không bao giờ hại điện, rất là tiết kiệm điện luôn. Đấy. Đây các bác này mà cầm đi chơi hay là cầm đi vani hay này đi chơi, nhìn được cái logo này thôi là biết là hàng cao cấp rồi. Ok, hẹn các bác video sau nha, nói nhiều các bác nhức đầu nổ não mất rồi.